Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn bài thuốc chữa bệnh gút bằng nước dừa và trái lá trầu không nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Và khi buổi sáng dậy sớm mình sẽ uống cái nước này nhé. Các bạn sẽ uống một mạch cho mình hết luôn. Nguyên liệu để làm cái nước này thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Để làm bài thuốc này thì các bạn chuẩn bị cho mình một trái dừa tươi, trái dừa xiêm nhé. Và với 100g lá trầu không các bạn ạ. Đây là lá trầu không thì mình ra vườn mình ngắt hết thì chốc nữa nhưng mà mình sẽ sau ạ. Có video nha. Khi ngắt lá trầu không ấy thì các bạn ạ, đây lá trầu không vườn nhà mình khi các bạn mua ấy, bây giờ là cũng có lá trầu không già như thế này ấy, thì cái chất dinh dưỡng và cái chất mà mình cần lấy trong lá trầu không già này nó sẽ tốt hơn là cái lá trầu không non các bạn nhé. Bây giờ là mùa xuân hết, nó sắp sửa là đổi lá già này đi để ra một lớp lá non. Thì cho nên là lá nó mới có lá già như thế này. Khi mùa mưa tháng 5, tháng 6 thì lá trầu không non xanh mơn mởn ra. Thì cái chất dinh dưỡng của nó trong cái lá trầu ấy thì nó sẽ không được bằng nhé. Mình sẽ nói về trước tiên mình sẽ chia sẻ về cái công dụng của lá dầu không các bạn ạ. Lá dầu không có tính lá dầu không ấy thì nó có vị cay ạ, nó rất là tốt, có khả năng giải độc, tiêu viêm, giảm đau nhức xương khớp, trị thấp khớp hay phong khớp phong thấp ấy các bạn ạ. Thì tức là khi mà chúng ta bị phong thấp hay là bị gút đấy thì chúng ta có thể dùng cái bài thuốc này rất là tốt ạ. Bên cạnh đó loại thảo dược này có tác dụng trừ thấp là tán hàn và tốt cho thận. Khi nhất là ngày xưa các cụ già rất là hay ăn lá trầu không với gọi là ăn dầu ấy, các bạn ăn trầu ấy ạ. Thì nhất là mùa lạnh thì lại càng ăn nhiều vì khi ăn lá trầu này nó hơi cay cay, nó làm nóng người lên đấy ạ. Và mình nói đến nước dừa nhé. Nước dừa này giúp lợi tiểu và thải trừ axit ucolic này. Là lá trầu không giúp giảm viêm khớp đấy các bạn ạ. Thì mình kết hợp giữa lá trầu và nước dừa thì sẽ làm cho bệnh gút sẽ được cải thiện hơn nhé. Công dụng của nước dừa lợi tiểu, có khả năng thải độc và thải trừ axit trong máu của thận nhé, lưu thông máu và tăng cường chuyển hóa các chất trong cơ thể, cung cấp dinh dưỡng, giúp tái tạo khớp tổn thương và bảo vệ khớp sưng viêm, duy trì chức năng cho hệ xương khớp ạ. Trái dừa để cần chúng mất nước khi các bạn bị sốt ấy, thì dừa nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta đỡ mất nước đi thì chúng ta không phải tiếp nước ấy. Chống oxy hóa và tăng khả năng lọc bỏ cặn bã đi. Bây giờ thì mình sẽ lấy nước của trái dừa này và lá trầu không thì mình sẽ đem đi rửa. Trước tiên thì mình sẽ rửa cái phần lá trầu không, các bạn sẽ cho vào đây cho mình. Ngày rằm mùng 1 ấy, thì chúng ta vẫn thường thắp hương thì có quả cau, lá trầu. Lá trầu thì rất là thân quen với người dân Việt Nam mình ạ. Mình rửa để mình loại bỏ bớt đi cái phần lá mà bị xém. Rồi bây giờ mình sẽ rửa lại đi, sau đó thì mình sẽ ngâm nước muối nhé. Đây các bạn sẽ cho mình vào đây dí muối để mình ngâm cái lá trầu nhé. Khi đau nhức xương khớp hay nào bệnh gút các bạn ạ, thì nó cứ có khớp mà gối, khớp tay, khớp chân ấy, khi bệnh gút ấy nó sẽ khó cử động thì chúng ta có thể áp dụng bài thuốc này và các bạn sẽ duy trì cho mình trong vòng 1 tháng là nó sẽ hoàn toàn kiểm soát được ạ. Lá trầu này thì các bạn sẽ ngâm cho mình khoảng 10 phút, sau đó mình sẽ rửa lại nhé. Đây các bạn, dừa thì mình sẽ chặt nó ra nhé.
Đây ạ, mình chặt cái phần trái dừa nhé. Đây là được. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái xoong nhé. Lấy cái phần nước dừa ra. Đây ạ, nước dừa nhé các bạn, là lá chầu không mình đã rửa sạch rồi, để ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ đun nó lên, chỉ cần sôi lên thôi các bạn nhé, là mình sẽ có nước để uống ạ. Đây ạ, khi phần nước đã sôi rồi các bạn nhé, các bạn đun cho mình sôi khoảng 3 phút, sau đó mình tắt bếp, mình để cho nó nguội bớt thì mình lấy ra để uống nhé. Các bạn chuẩn bị cái bát và mình cho đây cái dây nhé, để mình lọc cái phần lá chầu đây. Đổ đây. Đấy. Mình sẽ loại bỏ cái phần lá chầu này ra nhé. Chỉ lấy cái phần nước thôi. Đây các bạn, mình đã được cái phần nước này nhá. Cái phần nước này thì các bạn sẽ uống vào buổi sáng ạ. Khi chúng ta ngủ dậy thì các bạn sẽ đun làm để mình uống. Và mình sẽ uống xong đó, uống hết xong 30 phút thì các bạn 3 đến 60 phút ấy, thì mình sẽ đi tiểu. Tiểu xong thì mình dùng bữa sáng nhé. Mỗi ngày các bạn uống một lần cho mình vào buổi sáng. Và mình làm như thế này duy trì trong một tuần là bệnh sẽ thuyên giảm. Các bạn làm trong một tháng thì có khả năng là mình sẽ kiểm soát được bệnh hoàn toàn ạ. Các bạn thích hãy làm cái bài thuốc này nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây các bạn là dàn chầu không này nhá, mình sẽ ngắt về để mình làm chữa ra, nói về tác dụng của lá chầu không kết hợp với nước dừa tươi rất là tốt ạ. Khi dàn chầu không này vừa cái mùa này các bạn nhé, mùa đông vừa bắt đầu sang xuân ấy, thì lá chầu ấy nó sẽ già, nó chưa được xanh hoặc chưa tốt. Mùa hè khi mưa nhiều nước ấy thì lá sẽ xanh mơn mởn ra, ở miền Bắc là vậy ạ. Bây giờ mình sẽ ngắt những cái lá chầu này về để mình làm bài thuốc nhé. Ngắt những cái lá chầu về. Khi mà các cụ ăn chầu ấy thì rất thích những cái lá chầu vàng già này, thì nó cay cay, nó nhiều gì chất, nó lại thơm. Cái lá chầu non thì các cụ lại không ăn nhé các bạn ạ. Mình chỉ ngắt khoảng độ 100 gram lá chầu thôi, nhưng mình không ngắt nhiều.